Thưa quý vị và các bạn, hoàn thổ khôi phục lại mặt bằng hiện trạng khu vực khai thác là nghĩa vụ bắt buộc của các doanh nghiệp sau khi kết thúc hoạt động khai thác khoáng sản nói chung và thi than nói riêng. Tại tỉnh Quảng Trị, sau rất nhiều nỗ lực của các cấp các ngành, việc hoàn trả lại mặt bằng ở các điểm được cấp phép khai thác titan đã có nhiều chuyển biến. Một số nơi đã xuất hiện cách làm mới bước đầu mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được thì việc hoàn thổ vẫn còn một số bất cập gây ra bức xúc trong nhân dân. Chuyên mục mỗi tuần một chuyện tuần này, chúng tôi sẽ đề cập đến câu chuyện hoàn thổ mặt bằng sau khai thác titan. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào năm 1995, Vĩnh Thái là địa phương có nhiều công ty khai thác titan nhất. Có thời điểm trên địa bàn xã có từ 3 đến 4 công ty cùng khai thác titan. Nhiều người dân gọi đó là cơn lốc titan quét qua làng, bởi cánh rừng phi lao hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tuổi ven biển Vĩnh Thái đã bị chặt hạ, bờ biển bị đào bới phục vụ cho việc khai thác titan. Và hậu quả của khai thác titan cũng đã thấy rõ những năm sau đó. Đó là quá trình sa mạc hóa và cạn kiệt hay ô nhiễm nguồn nước ngầm, nạn cát bay, cát lấp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Một thời gian dài sau đó, câu chuyện hoàn thổ sau khai thác titan trở thành đề tài nóng trên báo chí và gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Điều này cho thấy sự thiếu trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, với môi sinh, môi trường. Và cũng chính từ đó đã bùng lên sự phản đối mạnh mẽ của người dân ở những nơi có các dự án khai thác titan, buộc các doanh nghiệp phải tạm dừng khai thác. Đơn cử như công ty cổ phần khoáng sản Hiếu Giang, mặc dù giấy phép khai thác còn thời hạn đến năm 2025, nhưng từ năm 2013, công ty này phải tạm ngừng khai thác tại mỏ An Mỹ, xã Do Mỹ, huyện Do Linh, do sức ép từ phía người dân. Nhiều người dân ở đây cho biết, đơn vị này đã tiến hành hoàn thổ trên diện tích gần 57 ha, trong đó trồng lại khoảng 40 ha cây keo và hoàn trả mặt bằng khoảng 16 ha đất sản xuất. Thế nhưng do không được chăm sóc, tỉa rậm hàng năm, nên một số diện tích không đảm bảo. Việc hoàn trả lại mặt bằng cho người dân sản xuất vẫn chưa đáp ứng yêu cầu bởi hệ thống mương thoát nước trước đây đã bị san lấp, không khôi phục lại, ảnh hưởng đến việc sản xuất hoa màu của bà con. Công ty Hiếu Giang khai thác xong thì người dân là có yêu cầu, thứ nhất là phải trồng cây lại, rậm cây lại là một, và thứ hai nữa là cái đường để mà đường mương nước thoát tiêu á. Hiện bây giờ là chưa có, vì hàng năm là bây giờ nó đất nó bồi lấp nên gì nó xảy ra là những cái vụ nước nó tràn vào trong những cái khu dân đang còn khai thác, nên gì là yêu cầu của công ty Hiếu Giang là phải hoàn thổ lại cái đường mương này lại cho bà con để cho nước nó họ tràn vào trong cái chỗ mà bà con sản xuất. Vì mặt bằng là chưa đảm bảo, bởi vì một số diện tích là hiện nay đang còn là những cái đồi cát cao, mà nếu đưa lại cho bà con để sản xuất là chưa được, đó là chưa đảm bảo. Thứ hai là một số đất sau khi 16 hecta mà trước đây bà con dân ở An Mỹ đã sản xuất thì trong đó chỉ bàn giao lại được một nửa là 8 hecta, lứa còn lại 8 hecta đó, hơn 8 hecta đó bây giờ đã trồng cây và hiện nay đang còn đồi cả, cho nên dân An Mỹ đang còn là hỏi xa về cái vấn đề trả lại mặt bằng cho và đất lại cho dân. Theo đánh giá của Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Trị, mặc dù các đơn vị khai thác titan được cấp phép đã có đầy đủ thủ tục bảo vệ môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường. Tuy nhiên, việc hoàn thổ của một số công ty lại chưa đúng và chưa đầy đủ theo cam kết ban đầu hoặc mang tính đối phó. Nguyên nhân của thực trạng này có rất nhiều. Ngoài ý thức chấp hành của doanh nghiệp thì các cấp ngành, địa phương chưa tuyên truyền phổ biến rộng rãi pháp luật khoáng sản cho người dân nắm, chưa công khai các thông tin liên quan đến các dự án khai thác khoáng sản cho người dân nắm bắt. Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về khoáng sản từ cấp tỉnh đến cơ sở còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn và năng lực quản lý, v.v. Cùng với đó, một vấn đề mang tính pháp lý khiến các doanh nghiệp không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ, chấp hành một cách đối phó việc hoàn thổ sau khai thác. Đó là trước năm 2016, tỉnh Quảng Trị chưa thành lập Quỹ Bảo vệ Môi trường địa phương.
Do trước đây là tỉnh Quảng Trị chưa thành lập quỹ bảo vệ môi trường của địa phương, cho nên là các đơn vị khai thác khoáng sản nói chung cũng như là các cái đơn vị khai thác chế biến titan đều phải ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam hoặc là các cái ngân hàng thương mại. Thì chính cái vấn đề này dẫn đến là cái việc là theo dõi, giám sát cái hoạt động ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường là còn hạn chế. Thì nếu như đơn vị khai thác khoáng sản sau khi kết thúc hoạt động khai thác phải thực hiện hoàn thổ và được cơ quan có chức năng xác nhận việc đã hoàn thành phương án cải tạo phục hồi môi trường, lúc đó mới được là rút tiền ký quỹ. Tuy nhiên, nếu như các đơn vị khai thác khoáng sản ký ở các cái ngân hàng thương mại thì cái việc người ta rút tiền ký quỹ thì là không được cái sự giám sát của cơ quan chức năng. Do đó mà dẫn đến cái việc là cải tạo phục hồi môi trường là các cái đơn vị sẽ không chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Trong số 4 công ty khai thác khoáng sản titan có giấy phép còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đến nay chỉ có duy nhất công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị đang tiếp tục hoạt động. Để trụ vững cho đến tận bây giờ và tìm kiếm sự đồng thuận của người dân, cùng với khai thác, công ty nghiên cứu mô hình hoàn thổ vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa đảm bảo đúng theo quy định. Sau nhiều trăn trở và bỏ ra nguồn vốn đầu tư khá lớn, mô hình sản xuất nông nghiệp sạch với diện tích gần 20 ha trên diện tích đất sau hoàn thổ tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh được hình thành. Bước đầu mô hình trồng măng tây, thanh long ruột đỏ và một số loại rau quả khác đã cho thấy hiệu quả. Với mô hình hoàn thổ sau khi khai thác titan gắn với lợi ích của người dân, công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị cho thấy sự nỗ lực của đơn vị để lấy lại niềm tin, xây dựng uy tín của công ty cho hiện tại và tương lai, được chính quyền địa phương và người dân đánh giá cao. Kể này chúng tôi đồng tin rất cao và được nhân dân rất đồng tin ủng hộ, thì đến nay công ty đã thực hiện trong một chu kỳ thì đạt cả hiệu quả, và trong thời gian tới thì chắc chắn rằng là công ty có hiệu quả rồi thì nhân dân đang có nguyện vọng rất lớn để đầu tư sản xuất rau củ quả sạch để đảm bảo cho cái con người sống được lâu dài trên địa bàn mình cũng như ra thị trường, cho nên cũng mong rằng là công ty đầu tư mạnh hơn nữa và nhiều hơn nữa để rồi tạo thành cái môi trường để làm cho nhân dân xã Vĩnh Tú cũng tiếp tục học tập và làm theo các mô hình đó để rồi cùng hợp tác kinh tế với nhau để rồi tạo ra một cái thị trường để tiêu thụ được sản phẩm nông nghiệp mà đặc biệt nông nghiệp sạch. Tham vọng của công ty thì rất là lớn. Sau khi mà hoàn thành ở đây, có thể là chúng tôi là đưa cái mô hình này về cho là chuyển giao cho người nông dân để họ cùng với công ty phối hợp làm thế nào để đưa cái sản phẩm sạch này cho người tiêu dùng, đảm bảo nhu cầu cuộc sống hiện tại. Chúng tôi cũng đã làm việc với là xã Vĩnh Thái, xã Vĩnh Tú và là xa hơn nữa là chúng tôi cũng đã đặt vấn đề với là huyện Gio Linh. Nếu đây thành công thì chúng tôi sẽ là mở rộng trên cái địa bàn những cái vùng xã ven biển nhằm tạo cái việc làm và là tạo màu xanh trên đất cát Bạc Màu. Từ câu chuyện của công ty cổ phần khoáng sản Hiếu Giang và công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị cho thấy, khi doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận mà quên trách nhiệm bảo vệ môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, sản xuất không gắn với bảo vệ thì sẽ không nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Ngược lại, nếu biết hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người dân thì doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững. Bài học từ công ty cổ phần khoáng sản Hiếu Giang đòi hỏi những cơ quan đơn vị có trách nhiệm phải công khai, minh bạch về chính sách, thông tin liên quan về các dự án cho người dân nắm bắt, giám sát và phản hồi. Đó cũng là bài học để các doanh nghiệp khai thác titan nói riêng và khai thác khoáng sản nói chung trên địa bàn tỉnh cần rút kinh nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Trị đang tập trung thực hiện các giải pháp xúc tiến, thu hút đầu tư và chắc chắn rằng trong tương lai không xa, tỉnh ta sẽ đón những làn sóng đầu tư mới. Để doanh nghiệp đến đầu tư phát triển được và nhận được sự đồng thuận từ phía người dân, kiểm soát được những bất cập có thể xảy ra, bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, thanh tra, kiểm tra của nhà nước, cần tiến hành công khai các thông tin liên quan đến hoạt động của các dự án, cũng như phương án cải tạo phục hồi môi trường cho người dân được biết, để giám sát, phối hợp với cơ quan chức năng, xử lý những đơn vị, doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ của mình. Chuyên mục mỗi tuần một chuyện kỳ này đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.